Chào các bạn, kênh Bụi Đời Sài Gòn Vlog xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình quay đường phố Sài Gòn lúc buổi gần trưa các bạn, gần trưa lúc này là gần 10 giờ các bạn, gần 10 giờ trưa rồi. Bây giờ mình đang ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 các bạn. Ở trước mắt mình là ngã tư Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn. Các bạn có sao quê thì xem kênh của mình, ủng hộ kênh mình để mình quay đường phố cho các bạn xem. Các bạn có theo dõi kênh thì bạn có muốn quay đâu các bạn nhắn bình luận ở dưới để mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Toàn thành phố các bạn, còn có quận huyện luôn các bạn. Mình chuyên quay cho những người xa quê, có những người muốn nhớ lại quê hương mình để quay cho các bạn xem. Các bạn có muốn mình quay ở sự kiện của các bạn về làm kỷ niệm mà bạn liên hệ với mình ở dưới kênh YouTube mình có bình luận và số điện thoại luôn bạn. Các bạn có quay kỷ niệm quê hương hoặc bạn bè ra nước ngoài, anh em ra nước ngoài, cha mẹ nước ngoài chia tay để làm quay một clip để làm kỷ niệm á, bạn liên hệ mình dưới số điện thoại mình dưới clip bạn, gần đường link của YouTube bạn. Rồi bây giờ đường này đường Võ Thị Sáu bạn, nó Võ Thị Sáu quận 3, để mình đi về hướng bên quận 8 thôi bạn. Ở lúc này là 10 giờ sáng bạn, 10 giờ sáng. Đó, lúc này 10 giờ sáng người ta đi làm rất nhiều, người ta chuẩn bị nghỉ trưa rồi bạn. Nhiều người đi làm giấc 10 giờ cũng có. Đây nhiều công ty làm lộn xộn thời gian bạn, để cho tránh kẹt xe tí bạn. Ở Sài Gòn nhiều tuyến đường rất kẹt xe. Rồi mình tiếp tục đường Võ Thị Sáu bạn. Đây là nằm trên đường Võ Thị Sáu quận 3 các bạn. Nó bây giờ rất trưa rồi. Được, bây giờ người ta nhiều người ta đi về cơm nước chuẩn bị làm buổi chiều, nhiều người làm sớm bạn. Đường phố ban ngày hơi nắng bạn, nắng rất nhiều bạn. Nắng mà mưa oi bức đó bạn, rất oi bức. Buổi tối thì mát mẻ hơn các bạn. Thường thường mình quay buổi tối nhiều hơn ban ngày các bạn. Lâu lâu mình quay ban ngày thôi, phải theo đề nghị của
bác, những người xa quê các bạn, xa quê ở bên nước ngoài, người ta xa quê người ta muốn mình quay một clip cho người ta ở buổi sáng sớm để người ta theo dõi các bạn, coi ban ngày đêm thế nào các bạn. Chứ ban ngày Sài Gòn giờ rất nắng các bạn, nắng là oi bức khó chịu các bạn, đẹp xe rất nhiều, ban đêm ít các bạn, đêm lại làm về ta ngủ ghê, ta ít đi đây đó các bạn, còn ban ngày thấy kẹt xe đi đâu kẹt các bạn. Đây đường này trước mặt mình là bán hai bạn, bên tay phải là cách mạng 28, nó rối loạn xe luôn bạn, rối loạn luôn, nó mệt mỏi luôn bạn, không có đề nếp đi, tán loạn hết. Đây là đường bán hai trước mặt mình bạn. Kẹt xe ghê luôn bạn. Đây là đường 3 tháng 2 bạn, ở 2 quận 10 đó, này là lúc buổi trưa, xe còn quá nhiều các bạn, chạy dữ không bạn. Hơi quẹo cao thắng và quá trời xe thì không nổi. Rồi bây giờ đường cao thắng các bạn, đường cao thắng, đường nãy bán hai kẹt xe quá trời, mình giờ đi đường cao thắng. Đây là lúc đường Cao Thắng phường 4, quận 3 bạn. Đó, bây giờ đường xá buổi trưa cũng còn đông quá trời bạn, còn mấy shipper ngồi uống cà phê quá trời luôn bạn. Đó, ế các bạn. Kinh tế Sài Gòn giờ rất eo hẹp bạn. Rất hẹp. Người nào có việc làm thì ok, người nào có việc làm thì ngồi lay lóc sống qua ngày bạn. Chạy xe lay lóc sống qua ngày thôi. Chứ kinh tế Sài Gòn giờ rất quải bạn, rất quải luôn. Công nhân thì thất nghiệp về quê rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn người ở Sài Gòn với người ở dưới quê chút đỉnh thôi, những người có việc làm còn ở đây thôi bạn, chỉ còn nhiều về quê hết rồi. Còn biển số xe chạy Grab rồi biển số thành phố không bạn, ít biển số tỉnh đó bạn, người ta chạy shipper không đủ thu nhập đó bạn, thu nhập nhà trọ rồi ta nghỉ luôn bạn, ta về quê luôn. Mình trong đó bạn bè mình cũng nhiều lắm bạn, ông mẹ mình về quê nhiều lắm, còn mình thì nhà ở Sài Gòn, mình phải ở Sài Gòn, mình không ăn việc làm ổn định quá, mình làm ổn định thôi. Phải quay YouTube này mình quay với bạn xem thôi, mình đam mê thôi bạn, đam mê quay YouTube để làm kỷ niệm sau này các bạn, sau này con cháu được coi các bạn, được coi của quay
thế nào, đường phố Sài Gòn sau bao nhiêu năm thế nào bạn. Bây giờ năm 2023 rồi, cách vài năm sau nó coi thế nào, có thay đổi được gì không bạn? Rồi trước mắt mình là Nguyễn Thị Minh Khai bạn. Đây đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nói dòng xe trước mặt mình thì dòng xe Lý Thái Tổ và Nguyễn Chí Cự các bạn. Đây các bạn Nguyễn Chí Cự tâm ra mà mình phải giải từ thôi. Hôm nay mình quay giấc trưa toàn cảnh Sài Gòn các bạn, toàn cảnh Sài Gòn qua các tuyến đường quận huyện các bạn, toàn cảnh luôn. Đó, bây giờ mình về quận 5 rồi các bạn, quận 5 rồi. Đó, đây là đường Nguyễn Văn Cừ các bạn. Đường Nguyễn Văn Cừ, khúc quận 5.